Hãy thử tính 7 và 6 phần 9 trừ 3 và 2 phần 5 Vì vậy như mà khi mình muốn tách toàn bộ phần số nguyên từ các phần phân số Đây sẽ tương tự như 7 cộng với 6 phần 9 Trừ 3 Trừ đi 2 phần 5 Và lý do tại sao mình nói trừ 3 trừ 2 phần 5 là đây tương tự như trừ 3 cộng 2 phần 5 Và như vậy bạn phân phối cái dấu âm vào Bạn đang trừ 3 và sau đó bạn trừ đi 2 phần 5 Và vì vậy bây giờ chúng ta có thể tính vào một phần số nguyên 7 trừ 3 7 trừ 3 cho chúng ta 4 Vì vậy nó sẽ cho chúng ta 4 Và sau đó chúng ta có 6 phần 9 trừ 2 phần 5 Vì vậy để mình suy nghĩ 6 phần 9 trừ 2 phần 5 bằng gì 6 phần 9 trừ 2 phần 5 chúng ta sẽ phải tìm một mẫu số chung Vì vậy đây sẽ là điều tương tự Và mình bộ chung nhỏ nhất của 9 và 5 sẽ là 45 Theo nghĩa đen bạn nhân vào chúng không có nhân tử chung Vì vậy nó sẽ là trên 45 Để đi từ 9 đến 45 mình phải nhân với 5 Vì vậy mình sẽ phải nhân tử số với 5 Vì vậy 6 x 5 là 30 Sau đó mình sẽ trừ Để đi từ 5 đến 45 mình phải nhân với 9 Vì vậy mình sẽ phải nhân tử số với 9 nếu mình không muốn thay đổi giá trị Vì vậy 2 x 9 là 18 Và 30 phần 45 trừ 18 phần 45 sẽ là số gì đó trên 45 30 trừ 18 là 12 Nếu mình trừ 2 phân số ngay đây Mình sẽ được 12 phần 45 Vì vậy nó sẽ là 4 cộng 12 phần 45 Hoặc nếu chúng ta muốn viết nó như là một hỗn số Đây sẽ bằng 4 và 12 phần 45 nhưng chúng ta vẫn chưa xong, chúng ta có thể rút gọn cái này hơn nữa 12 và 45 có nhân tử chung Cả hai đều chia hết cho 3 Thật ra chúng đều chia được cho... Mình nghĩ chúng ta có thể chia được nữa Vì vậy hãy xem, nếu chúng ta chia tử số với 3 và mẫu số với 3 Chúng ta được 4 Và 12 chia cho 3 là 4 và 45 chia cho 3 là 15 4 và 4 phần 15 Và thật ra chúng ta đã xong hai cái này không thể rút gọn hơn nữa 4 và 4 phần 15